Rồi chào anh em, thì hôm nay em review chiếc đi lăng em mới sơn dọn xong trong kia. Tại nay nắng quá làm biến chạy ra ngoài thôi, sẵn quay tiệm một vòng cho anh em xem luôn đó. Rồi đầu tiên đây thì có chiếc 350 đang chờ gắn đồ chơi. Trong kia thì có ba cái xe em đang trưng bán ba màu luôn, trắng đen đỏ, chút vô thấy rồi. Ok, xe này thì của anh khách VIP để đây được 2 tháng rồi, mà chút xíu nữa em giao tại có đồ rồi đó. Rồi chiếc xe bên đây thì chiếc mô siêu mô tô, nhưng mà nó bị tụt dầu trước rồi, chút để chút canh lại đó. Xe này thì để em làm xong đi rồi em quay review luôn. Tại xe này là BMW S1000RR mà vô full đồ chơi đó. Anh em nhìn sơ thấy nó như nguyên chiếc xe ở trong chạy trong trường vậy, không có đèn trước, không có gì hết. Ok, đây thì có hai chiếc xe mới gửi dọn đó. Chiếc xe này thì hôm bữa mình có lên một cái clip là SH đi lăng BS, thì anh em kêu là thiếu mẫu SH đời đầu, thì đây vô tình mình giờ mình có cái SH đời đầu để mình dọn luôn. Mà không những là dọn đời đầu nữa, mà là hả anh này là anh muốn không phải dọn thường nữa, mà anh muốn là đập đi xây lại toàn bộ, máy móc là làm hết từ trong ra ngoài, máy là hư rồi đó. Thay ổ khóa smart key, thay phụ ô liền, rồi những cái món đồ nào nhựa bể thì thay, món nào nói chung là món nào còn ok thì xài lại, còn nếu mà xấu quá thì thay luôn. Rồi mấy cái đèn xi nhan, đèn chính, rồi đèn sau, gác chân này nọ là thay hết rồi đó. Vỏ cũng thay luôn, vỏ không biết đi mua cặp vỏ ở đâu mà bị người ta thu như cặp vỏ lô. Rồi đây SH biển số rất là đẹp, 1 tới quý 2, cũng bỏ lại sơn dọn nguyên chiếc, cũng hư nặng từ trong ra ngoài luôn. Nói chung là hai cái cặp SH này là không giới hạn đó, hư nào thay đó, sửa mới dọn mới hết toàn bộ. Ok, rồi bây giờ thì vô tắt nhạc anh ơi. À đây đây đây. Rồi đây, đi lăng mới sơn dọn xong. Thì chiếc xe này thì sơn dọn zin thôi. Nhưng mà có một cái là chú này chú rất là tin tưởng đó. Thời gian chú cũng không giới hạn luôn. Xe này thì ở tiệm em cũng lâu rồi đó, nói miễn nào xong rồi alo gọi qua lấy là được đó. Hư nào cứ thay đó, không có quan trọng. Thì thứ nhất là máy là em đã làm mới hết toàn bộ rồi đó. Thứ hai là sửa đồng hồ lại. Thì cái xe này thì nó có cái clip ở lúc đầu lúc mà em mới nhận á đó, thì anh em cứ coi cái tình trạng lúc đó mới em mới nhận với lại so sánh với bây giờ thì anh em sẽ thấy. Thì máy đã làm rồi, rồi đồng hồ sửa luôn, thay kim mới hoàn toàn, rồi thay cái mặt đồng hồ khác, đèn trước đèn sau thì em thay mới đó. Và cái xe này thì dọn theo cái kiểu là sporty chứ không có dọn zin như những chiếc xe trước. Rồi khiến chiếu hậu H2C gắn được cho mọi loại xe, thì xe nào gắn vô cũng hợp lý hết, giá chỉ có 500.000 thôi đó. Anh em cũng đã thấy rồi, đèn trước thay mới, xi nhan thay mới, sơn lại màu trắng và dàn chân sporty, nên là đương nhiên tay thắng em cũng sẽ sơn đen luôn, khác với những chiếc xe dọn zin là ở chỗ đó. Là nếu mà cái xe này mà đã dọn sporty trắng đen mà tay thắng để lại màu zin thì nó rất là kỳ, nên là sơn đen mờ luôn. Và nhiều anh em hỏi mình là sợ là sơn tay thắng nè, gác chân nè đó, rồi một thời gian nó sẽ bị chóc. Thì tay thắng gác chân bên mình là sơn tĩnh điện, nên là bao với anh em là chạy hoài luôn, không bao giờ mà có chuyện mà lâu lâu chóc mảng ra rồi rớt từng mảng ra hết. Cái này là bên chất lượng bên em, sơn bên em đảm bảo. Rồi bao tay em cũng thay mới, dàn nút em cũng thay mới hết đó, như anh em đã thấy ở đây, khiến đồng hồ thay mới và vô cái ổ khóa smart key luôn đó. Thì đại đa số bây giờ là bữa giờ em nhận thì
10 chiếc tay ga, à phải, nó là 20 chiếc ga lớn thì hết 19 chiếc vô Smart Key rồi. Còn chiếc còn lại chưa vô Smart Key là bởi vì ít chạy, thích ổ khóa zin cho nó giữ form zin nguyên chiếc như vậy thôi. Đó, đèn thì bên em cũng thay mới rồi, bóng led em cũng thay luôn. Đó. Thì đi theo với lại cái xe như thế này thì em thay một cái cặp vỏ gai thể thao vô chứ không có thay vỏ zin như bình thường. Và đĩa trước thì em sử dụng là đĩa mới. Đó, heo dầu em sơn lại thì anh em cũng có thấy rồi. Và tuy là heo dầu sơn lại nhưng mà anh em nhìn anh em thấy nó như mới vậy. Là bởi vì hả em tẩy ra em làm rất là kỹ thì em mới sơn con heo. Chứ không phải là lấy con heo chà lấy cái nhám chà chà vuốt vuốt mấy cái rồi lấy nhiều chỗ còn không có tẩy lớp sơn cũ nữa. Sơn thẳng lên luôn. Thì như vậy thì nó nhìn con heo nó sẽ bị dày. Và những cái đường nét ngay chỗ này nè, nó không bao giờ nó ra những cái góc cạnh đẹp như thế này được. Đó, đó là sự khác biệt giữa là sơn cao cấp và sơn bình thường. Rồi, thì phục trước em cũng đã đi đen mờ. Phục trước thì phục hồi lại thay phốt cao su. Toàn bộ những cái phốt này khi mà phục hồi phục lại thì phải thay hết. Là bởi vì hả 20 năm rồi thì không thể nào mà xe Ý, xe Mỹ, xe gì nó cũng phải hư hết anh em. Chứ không thể nào mà nó còn hoài cho anh em. Và con heo làm mới thì cái bát heo em cũng là tẩy trắng bắn cát ra như mới luôn. Chứ không thể để lợm chởm là món này cũ, món kia mới, hai ba món lồng vào nhau. Thì cái chuyện đó là không có xảy ra tiệm em. Rồi, tiếp theo nữa thì đương nhiên là khi mà sơn dọn Sporty thì mình không thể nào mình vô cái tem bạc như zin được, thì mình vô tem đỏ. Đó, thì đi lăng nó vẫn có một đời là có tem đỏ như zin như mà anh em thấy đang đây đây. Đó, thì cái tem này là trên cái chiếc đen mờ đó anh em. Nếu mà anh em không nhớ, không lầm nhớ, không nhớ thì em nhắc cho nhớ là trên chiếc đen mờ thì nó có cái tem zin là đen đỏ, đó là trắng là si đỏ, si và viền đỏ như thế này. Thì bộ tem này thì nó vô xe này sẽ hợp lý hơn. Yên thì em bọc lại, đương nhiên rồi, Sporty thì phải nói với đi chung với lại da nhám và chỉ đỏ. Đó, thì anh em cứ nhiều anh em nói là nhiều chỗ may cho yên cho anh em không được đẹp thế này thế nọ, thì những chỗ đó em không biết ở đâu hết, nhưng mà khi mà dọn bên em thì nó em sẽ đi vô sâu vào những cái chi tiết nhỏ. Ví dụ như đường đạp chỉ ở đây anh em thấy đó, đây đạp chỉ đạp rất là đều thẳng tắp. Đó, anh em cứ nhìn coi. Thì cái chuyện cái bọc yên thì rất là đơn giản, nhưng mà mình cũng phải kiếm được một cái đơn vị hoàn thành chất lượng tốt cho mình đó, để lên chiếc xe nó nhìn nó sẽ mướt con mắt, nó sẽ không có bị nổi sạn. Đó, ví dụ như chỗ này chưa được thì nó sẽ gọi là nổi sạn rồi. Thì tiếp theo thì đây phục sau mình phục hồi. Đó, tại vì cái anh này thì là ảnh xe này là ảnh muốn để lại đúng cái phục này, ảnh không muốn thay phục SH đó, chỉ vậy thôi. Nên mình phục hồi và mình sơn là so lại cũng như là mình si cái ti lại luôn như mới luôn. Thì anh em khi mà anh em đã nói rất là nhiều lần là khi mà dọn xe xong thì tất cả những cái chi tiết nào ở đây thì anh em sẽ thấy là nó đều toàn bộ nó đều như mới hết. Đó, cố gắng giữ nào được thì giữ, còn không thì mình sẽ phục hồi làm đẹp hết toàn bộ. Đó, bỏ sao đây như anh em có thấy đây. Lấy manh chìa khóa, đèn đuôi em cũng đã thay rồi, thì bây giờ để em đề máy lên cho anh em nghe. Rồi bây giờ mình đề máy ở đây, sửa đồng hồ rồi thì để cho anh em xem đây. LCD hoạt động bình thường. Như anh em hỏi là cái nút này bấm được không? Đây, bấm chuyển qua mấy chế độ. Rồi chỉnh giờ luôn nha anh em. Đó. Rồi giờ là bây giờ là 12 giờ đúng. Trời ơi. Dữ rồi.
chỉnh qua 12 giờ đúng đó. Thì sửa đồng hồ đương nhiên phải chỉnh giờ được, kim thay mới đó, nói chung là nhìn như mới rồi. Ok, để máy thử cho anh em nghe. Rồi ok đó, thì tiếng máy rất là êm, thì mình đã làm, tại vì mình đã làm xong rồi, nồi niêu xoong chảo thì mình làm hết đó. Ok, thì bây giờ tiếp theo thì mình giới thiệu một dòng tiệm mình cho anh em. Thì ở đây mình có hai chiếc SH, ba chiếc SH350, nhưng mà nếu mà anh em tin mắt thì chưa cần giới thiệu, anh em sẽ thấy là đây mình có hai chiếc SH Ý, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen bóng, và chiếc màu đỏ trong cùng kia là SH Việt Nam đó, 350 Việt Nam. Thì hai chiếc xe này là, một chiếc xe này là audio nó chỉ mới có đâu rồi ta, 800 cây thôi, 900 cây, chiếc này audio 900 cây, và một chiếc đen này audio của nó là 100 cây đó. Thì hai chiếc xe này đều là xe như mới luôn anh em đó, xe thùng sao xe này vậy, và đang được bán lại, bên mình bán lại với mức giá rất là hợp lý so với đập thùng đó. Và nếu anh em nào có nhu cầu đang kiếm SH350 Ý thì bữa giờ thì cứ liên hệ cho bên mình, thì mình đang có hai màu sẵn, hai xe cho anh em lựa chọn, và không có một vết trầy, không có một vết xước, cũng như không có một cái vết gì tì vết hết đó. Và nếu mà anh em nào đặt trong câu hỏi bây giờ, anh em xem tới lúc này các anh em đặt câu hỏi là sao mà xe mới gì mà bán, thì đơn giản thôi, chống chân không tới đó rồi bán, đơn giản vậy thôi anh em. Máy móc thì mình bao anh em là êm hơn máy SH Việt Nam rất là nhiều, 350 Việt Nam rất là nhiều đó. Không phải tự nhiên nó máy Ý là nó phải có một cái gì đó nó khác biệt, chứ không thể nào mà máy Ý hay là máy Thái nó như nhau được anh em đó. Xe 350 của Ý thì rất là êm nha anh em, và mâm nó không có bị lỗi, cũng như nó cũng không có bị lỗi báo xăng, báo bơm xăng luôn đó. Thì anh em nào thích thì cứ qua đây mình cho trải nghiệm tiếng máy để so sánh giữa chiếc 350 Ý và chiếc 350 Việt đó, rồi anh em quyết định mua hay không rồi đó tùy anh em. Rồi ok, sơ vậy thôi, rồi chút xíu nữa mình sẽ quay riêng một cái clip để về hai xe này, mình đề máy lên luôn, anh em đón xem sao. Rồi ở đây thì có một chiếc SH Ý 150 Ý mới sơn dọn lại hết từ trong ra ngoài đó, như anh em cũng đã thấy. Thì chiếc xe này thì để review sau đi, giờ sẵn ấy thì đó, đây đó, mới tinh hết. Thì như quay lên đầu em, long xích ra xíu luôn. Đây thì đồng hồ thì đó, tua lại về không không hết, sơn lại nhám hết toàn bộ, thay mặt kính đồng hồ cũng như là thay dàn nút luôn, rồi gắn ổ khóa smart key luôn. Anh em thấy ở đây thì ổ khóa smart key đó đã thay rồi. Thì sẵn đây nó còn lòi một chút xíu cái ruột ra thì mình cũng quay cho anh em đó, là các nước bên mình cũng vệ sinh chà sạch sẽ lại hết. Cái bình nước phụ này để lâu nó sẽ đóng cợn đóng bợn, nó dơ, mình cũng xúc rửa hết bên trong luôn. Rồi các nước thì đương nhiên rồi, đây mình mở ra cho anh em xem đó, trắng tinh như mới. Nói chung là mình dọn dẹp sạch sẽ lại hết, trừ có lâu lâu có những chiếc xe mà nó hư các nước cái nặng á, thì bên mình sẽ tiến hành mà bên mình vệ sinh không được á, thì mình mới đi thay nha anh em đó, chứ không phải là cái gì cũng đè ra thay hết, sẽ rất là tốn tiền đó. Thì hiện tại là cái các nước này là mình đã vệ sinh xong hết rồi, gắn vô giùm cái các nước cho my fan, miếng cao su này nó bị đội lên đó. Dây điện thì mình đã làm gọn gàng sạch sẽ lại hết, như anh em cũng có thấy ở đây, cùm tay thắng cũng là vệ sinh sạch sẽ cái ruột ở trong luôn đó, trước khi mà thay dầu mới
và cụm này là cụm cũ nha anh em, mình sơn lại, vệ sinh trong và sơn lại đó. Rồi đây phục trước đây đó. Sơn dọn mới tinh trong ngoài. Ở đây có cái bát heo mình vệ sinh nè đó, nãy bên kia khó thấy, đây khó thấy, đây dễ thấy nguyên con heo nè, tại vì lúc này này chưa ráp bánh vô đó. Rồi thì đĩa thì thay mới, vỏ xe thì thay Michelin City Rip như hay quảng cáo với anh em, mâm thì sơn lại mới hoàn toàn như anh em cũng đã thấy rồi đó. Ok thì bây giờ trong nhà thì đây còn cái bay xì đang sơn dọn, bay xì đang sơn dọn. Xe này nói chung là đa số bà qua bên đây là làm sạch sẽ từ trong ra ngoài hết đó. Thì đây sát vô đem sườn sơn lại đúng màu đúng đời, bình xăng sơn lại hết, những cái chi tiết này là toàn bộ xi lại mới tinh hết, máy móc vệ sinh đó, cây gác máy mình cũng xi luôn thì mới tinh hết từ trong ra ngoài, thì anh em cũng đã thấy rồi đó. Sườn thì cái này sườn này nó bị mục nè, nó là mình phải làm lại. Rồi ghi đông mình cũng sơn luôn nha anh em. Nói chung là nhắc tới nhắc lui mà để cho anh em coi clip dễ hiểu là bên em là sơn không có chừa chi tiết nào hết đó. Rồi vỏ xe em thay mới, mâm sơn mới lại. Còn chiếc xe bên đây thì có một chiếc NH Ý, nhưng mà chỉ có sơn lại dàn áo và dàn chân thôi, không có sơn dọn nguyên chiếc đó. Ở đây thì em có một chiếc Fender ong 2 thì. Chiếc xe này bữa giờ cũng tốn thời gian của em rất là nhiều. Nếu mà chủ xe mà có stem tới loại này thì đó, thì em đang tiến hành ráp vì phải kiếm đồ lại rất là cực đó. Chứ tại vì ở cái ruột bên trong đó, nó hư rất là nhiều rồi, thì bởi vậy phải kiếm đồ ráp lại rất là cực. Thì đây anh em thấy không, có cái anh em chắc xưa giờ anh em chưa thôi giờ thấy cái sườn xe bên trong của nó bự cỡ này đó. Những cái sườn kia nó tới khúc này thôi, còn cái sườn xe của Fender ong thì nó sẽ bự cỡ này, mà đặc biệt cái nó là máy 2 thì nữa nè anh em. Rồi tiếp theo thì ở đây có một cái siêu phẩm, và anh trai mưa này là anh cũng đúng tới đúng lúc đúng thời điểm. Thì hôm bữa mình có post cái clip là SHBS Đi Lăng huyền thoại Honda, thì nhiều anh em vô là thiếu Amok, thiếu SH đời đầu 203, rồi thiếu Fender ong Avenis. Thì Avenis thì mình chưa gặp đó, bay xì thì mình gặp mỗi ngày, nhưng mà Amok đó, một chiếc Amok đang chuẩn bị hình thành, sơn dọn mới full new từ trong ra ngoài đó. Ảnh áp cho mình một cái chi phí là 50 triệu, thì để mình xem coi đủ không. Còn nếu mà hơn 50 triệu thì chắc mình bù đó. Ở đây chổng chờ đây thì có một cái sườn chiếc phu chờ phu đích dịch đang sơn dọn lại. Đây thì một chiếc bay xì mình cũng gần hoàn thiện xong. Xe này của anh kia đua bên bên ban tổ chức đua xe đạp cúp truyền hình đó, thì ảnh đang theo cái đoàn để làm sự kiện cho cái ngày lễ sắp tới. Rồi tiếp theo thì ở đây thì mình tiếp tục có một chiếc cái sườn bay xì, thì có thể là mình sẽ ráp 4 cái xe bay xì, mình giao 4 chiếc xe bay xì chung một lúc lên một cái clip review chung một lúc luôn, 4 chiếc luôn, tại hiện tại đang có 4 chiếc. Thì đây là chiếc bay xì của màu trắng ở ngoài Hà Nội gửi vô cho mình đó, thì cũng sắp xong rồi. Hôm qua anh trai này mới điện mình hỏi là xe xong chưa, mình nói sắp xong rồi, nhưng mà em phải chạy thử rồi, tại vì đường xá xa xôi đó, gần 2000 cây số lận, nên là phải chạy thử test xong xuôi hết, đẹp đẽ gọn gàng hết toàn bộ đó, để giảm thiểu những cái rủi ro không đáng có nhất có thể rồi mới đi gửi cho ảnh. Ok thì tiếp theo ở đây em có một cái SH Ý cũng đang sơn dọn, và một cái Vario 160 đang bỏ dọn full đồ chơi đó. Thì chiếc xe này nó sẽ là một cái cột mốc của năm nay của tiệm em luôn. Đây sẽ là một trong những cái cột mốc năm nay của tiệm em đó, Vario 160, đảm bảo giới thiệu với anh em một cái phiên bản độ có thể là độc lạ nhất hiện tại
Còn nếu mà anh em nào mà thấy có xe nào độc lạ hơn thì thôi em không nói đó, nhưng mà hiện tại theo như những gì em biết thì có thể em làm xong chiếc xe này nó sẽ là độc lạ nhất hiện tại của Vario 160 ABS nha anh em, chứ không phải CBS. Rồi tiếp theo đây thì em lại tiếp tục, em có một cái sườn Airblade đó. Thì tổng cộng bây giờ trong nhà em là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 10 14 chiếc, một chiếc cúp em đang bỏ đi làm sườn 15 chiếc, một chiếc Alex 110 nữa 16 chiếc, một chiếc phu chờ nữa đó. Tự nhiên có hai anh trai kia vô làm hai chiếc phu chung lúc luôn, mà hai cái chiếc đều là đời đầu và màu xanh luôn. Thì em sẽ ráp hai chiếc xe đó chung lúc và gửi tới review luôn, cũng giống như là bây giờ em gửi sắp tới là em sẽ gửi tới anh em một cái clip review một lần 4 chiếc quay xì đó. Thì tổng cộng là 16 chiếc, đâu đó khoảng 16 chiếc bỏ dọn full trong ngoài, còn nếu mà xe đang đợi gắn đồ chơi thì 4 chiếc đó. Thì tại sao đợi gắn đồ chơi, nhiều anh em có thể thắc mắc là ok sơn dọn thì hả, nó sơn dọn thì nó tốn thời gian tại phải rã từ trong ra ngoài, nhưng mà còn tại sao mà xe đồ chơi thì phải lại chờ đó, đang chờ, gọi là chờ gắn đồ chơi, là bởi vì tất cả 4 chiếc đó chủ xe đều lựa chọn những cái món đồ custom riêng rất là đặc biệt đó, thì không thể nào mà mì ăn liền sáng như những cái combo mà có sẵn trên thị trường tới thì ráp load and lay sáng đưa xe chiều và lấy về là có nguyên chiếc xe độ đó. Thì tốn thời gian ở những cái mục là đo cắt độ chế, thì muốn độc lạ thì bắt buộc phải bỏ thời gian ra thôi anh em, đó đó là điều đương nhiên, chứ không thể nào mà muốn độc lạ mà muốn nhanh gọn trong ngày, cái điều đó rất khó. Ok thì bây giờ em kết cái clip này lại, là cảm ơn em đã ủng hộ Tâm Đắc Shop rất nhiều trong thời gian vừa qua, và hy vọng là anh em cũng sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh và thời gian sắp tới đó. Còn nếu và toàn bộ những cái đồ bên em làm sơn dọn hay là gắn đồ chơi hay như thế nào đó, nói chung cái món đồ nào trên xe anh em mà có dấu tay của em đụng lên thì em đều bảo hành chu đáo và toàn bộ hết đó. Nếu có trục trặc hay lỗi anh em cứ nhấc máy gọi trực tiếp cho em, số điện thoại là 0939663828 đó, để được tư vấn và giải đáp thắc mắc. Rồi xin cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau.